Chào mừng các bạn đã trở lại với Hack Channel. Và trên tay của mình đây là chiếc Samsung S20 FE. Với từ FE là viết tắt của từ Fan Edition. Vâng, và video hôm nay chúng ta sẽ xem thử cái chiếc S20 FE này có đúng với cái tên gọi là Fan Edition không nhé. Còn bây giờ thì intro nào. Chúng ta đi về thiết kế đầu tiên nhé. Thì mặt lưng của chúng ta đây là một cái mặt lưng nhựa. Bạn có thể thấy nó có sự cái bóng bẩy, mặc dù là nhựa nhưng nó rất là bóng bẩy. Và đây là một mặt lưng nhựa nhám nhé. Nó sẽ chấn bám vân tay rất là tốt. Đấy. Ngoài ra thì có rất là nhiều màu sắc khác, tổng cộng là 6 màu ngoài cái màu tím mình đang sở hữu đây. Nói chứ màu tím thì mình thấy nó hơi giống màu hồng hơn. Chúng ta được trang bị một màn hình đó là 6,5 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Tấm nền của nó là Super AMOLED và nó được trang bị màn hình 120Hz, đảm bảo cho các bạn có trải nghiệm màn hình mượt và nhanh hơn. Mà không biết các bạn thế nào chứ mình thấy cái viền màn hình ở đây này nó cũng tương đối là dày. Nhưng mà đừng lo, thì các bạn vào cài đặt phần màn hình và chúng ta chuyển qua chế độ tối này. Đó, rất mượt. Đó, nó sẽ gọi là ẩn đi cái viền đi, nhìn nó tràn hơn, nó đã hơn. Mọi người có nói với mình thì cái màn hình này là màn hình phẳng. Đấy, nó không có được vát cong cạnh như là những con khác. Thì đây là một điểm trừ của nó, nhưng đối với mình đây lại là một điểm cộng. Tại sao? Tại vì nó cho mình một cảm giác cầm nắm tốt hơn, chắc hơn. Và khi chơi game nó cũng sẽ gọi là có cái bám, độ bám hơn so với cái màn hình cong. Nó sẽ không bị lỡ mà mình nhấn vào cái màn hình đấy thì mình cầm như vậy nè, đấy, đấy. Thì mình chơi game ấy, đó, mình sẽ thích cái màn hình này hơn. Máy được trang bị 4 camera với camera trước là 32MP. Các bạn có thể thấy cam đốt ruồi nằm ngay đây này. Đấy, nó cũng tương đối nhỏ, đấy. Và 3 camera sau với cam chính là 12MP, một cam tele 8MP và một cam góc siêu rộng đó là 12MP. Đấy, kèm theo là hỗ trợ chống rung cũng như là cái tính năng chụp hình quay phim xịn sò, là quay siêu chậm chẳng hạn, quay là gọi là panorama các kiểu vân vân. Đó, thì mình cũng đã có cơ hội cầm con này đi Đà Lạt trải nghiệm cuối tuần qua, nhưng mà do mưa quá cũng không quay được nhiều. Sẽ có một số hình ảnh trong đây, mọi người tham khảo nha. Về phần cứng thì máy được trang bị con chip Exynos 990, 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Con chip này cũng giống như con chip được trang bị trên Note 20 Ultra ấy, nên là về hiệu năng đa nhiệm hoặc là chơi game cũng phải là không phải là vấn đề với nó. Mình có một cái clip test con Exynos 990 ở đây, mình sẽ để đầu bên này là cái dấu thang ở đây nè, các bạn nhớ vô coi nhé. Đó là con chip được trang bị trên Note 20 Ultra, con này nó cũng y chang mà. Đó, và pin được con này được trang bị đó là viên pin 4500mAh. Và sạc nhanh của nó là 25W. Kèm theo đó là có sạc không dây nữa. Sạc không dây có thể lên đến là 15W đấy. Khá là nhanh đấy. Và trên đây mình đã chia sẻ nhanh cho các bạn về con S20 FE. Thì theo mình Samsung chủ yếu là đánh mạnh vào cái trải nghiệm của người dùng hơn. Đó, thay vì thiết kế bên ngoài. Đối với mình thì nó vẫn thiếu một tí. Nếu như nó được trang bị con Snapdragon thay vì con Exynos và mạng 5G nữa thì nó đúng chất với hai chữ Fan Edition luôn. Nó rất là tuyệt, không còn gì phải chê nữa. Và các bạn thấy sao, với một chiếc máy khoảng 16 triệu các bạn sở hữu được một chiếc flagship đó, thì các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại comment của mình phía dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe. Ý, nhớ nhấn chuông thông báo nữa nhé. Đây, các bạn sẽ làm động lực của mình ra cái video gọi là căng cực hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.